Xin chào anh em nhé. Hôm nay anh em Vận Tải Lùng Mình xin giới thiệu cho đến các bạn là một cái thác tiếp theo, đó là thác Nà Pheo nha các bạn. Tại anh em mình đang có mặt tại thác rồi, mình sẽ xuống dưới để quay để cho các bạn xem nhé. Anh em mình hôm nay sẽ gửi đến các bạn cái địa điểm tiếp theo, đó là con thác Thong Thung thuộc xóm Nà Pheo nha các bạn nha, cũng thuộc xã Độc Lập thôi. Và hàng ngày họ cũng hay tắm ở đây nhiều lắm các bạn. Đây ở ngay ven đường tỉnh lộ 207, đường đi vào trung tâm huyện Hà Lan. Cái con thác này rất là nhiều YouTuber quay ở đây. Và mình mong là mình muốn đem cái vẻ đẹp của quê hương vùng cao của mình để cho các bạn biết là cái quê hương vùng cao của mình có những cái vẻ đẹp như thế nào nha các bạn nhé. Rồi mình sẽ không cho các bạn chờ lâu nữa, mình sẽ đi vào chi tiết để cho các bạn xem nha các bạn nhé. Họ hay lấy xe máy xuống đây rửa tắm này. Đây này các bạn, ngay đối diện ngay trên này là Ủy ban Nhân dân xã Độc Lập. Thác này thuộc xóm Nà Pheo, thuộc xã Độc Lập của huyện Quảng Hòa của tỉnh Cao Bằng nhé các bạn nhé. Vâng, cái con thác này nếu như mà bạn nào mà được đi vào huyện Hạ Lang, được đi huyện Hạ Lang thì chắc chắn là các bạn ấy đã từng đi qua bên cạnh con thác này này các bạn. Bởi vì con thác này nằm ngay đường đi vào đường huyện Hạ Lang. Ây da, hôm qua trời mưa về nước về nhiều nên khá là sâu. Chờ in chim rồi các bạn. Mình sẽ đi qua bên cạnh kia để mà lên men theo đường, men theo qua bên bờ sông bên này để quay để giới thiệu cho các bạn nhé. Rất là nhiều luôn. Qua bên này không được vì nước vừa chảy xiết vừa sâu nữa nên mình không qua được. Chỗ này là một khu họ hay trồng, họ trồng rau cải xong này. Rồi mình sẽ đi lên chân thác nha các bạn ha. Cỏ voi ngứa vào tay các bạn ạ. Mình tranh thủ với công tí nữa, trời mưa mình lại không quay được nữa các bạn nhá. Rất là trơn. Mình đã nhìn thấy con thác rồi nhưng mà khả năng là không có đường đi các bạn. Bây giờ nước nó về nhiều hơn nên là khả năng là mình sẽ quay lại bên ven đường để máy lên cao xem trước, xong rồi tí nữa mình cũng men qua sau với các bạn nhé. Sao đấy? Sao rồi con? Rồi, bây giờ mình đã đẩy máy lên cao rồi nhé các bạn nhé. Xin mời các bạn đón nhận những cái video, những cái hình ảnh mới nhất từ trên cao nó truyền về nhé các bạn nha. Đây là không biết là cái công trình gì của cái, chắc là của ủy ban này. Bên dưới này là cái đường đi vào trung tâm huyện Hạ Lang, trên con thác này. Đường này là ra thị trấn Quảng Nguyên nhé các bạn nhé. Mình sẽ nói chi tiết hơn về cái con thác. Con thác này gọi là con thác Thong Thung thuộc xóm Nà Pheo, xã Độc Lập, huyện Quảng Nguyên Cú, không phải Quảng Nguyên Cú mà là huyện Quảng Hòa Cú, và lại chuyển thành Quảng Nguyên, và Quảng Nguyên mới lại trở về Quảng Hòa nhé các bạn. Tỉnh Cao Bằng nói chung là rích rắc lắm các bạn. Cái con
con thác này nằm trên con đường tỉnh lộ 207, là từ cách thành phố Cao Bằng vào đến cái con thác này là rơi vào tầm khoảng 42 km nha các bạn nhá. Đi vào đường đi Hạ Lang ấy các bạn, con đường 207 nhá. Từ trung tâm thành phố Cao Bằng vào đến đây mất tầm khoảng nếu như mà đi ô tô thì mất tầm khoảng đi xe khách, ô tô khách nha các bạn nhá. Mất tầm khoảng 1 tiếng, mà đi xe máy thì mất tầm khoảng 45 đến 50 phút nha các bạn. Cái con thác này nó nằm ngay ven đường luôn các bạn ạ. Nếu như bạn nào mà đã từng đi qua cái đường tỉnh lộ 207 thì chắc chắn là sẽ được đi qua bên cạnh cái con thác này rồi. Đấy, và cái tập trước mà ở cái điểm hẹn du lịch Cao Bằng có 3 tập nói về cái 3 con thác ở xóm La Phường ấy, thì là cũng có một con thác cũng nằm ngay ven đường luôn các bạn ạ. Cách cái con thác này xuống tầm khoảng 3 cây số thôi các bạn. Cái xá Độc Lập là được thiên nhiên rất là ưu ái. Nó có một cái con sông Bắc Vọng nó chảy qua cái xá Độc Lập. Nói chung là từ bắt đầu là vào cái đất Độc Lập là con sông bắt đầu chảy từ đầu Độc Lập cho đến cuối Độc Lập nhé các bạn nhé. Và bên cuối xá Độc Lập là giáp với lại xá Cai Bộ và xá Hồng Đại của bây giờ thuộc xá Cách Linh xá gì đó mình không biết, nói chung là bây giờ nó gộp rồi mình cũng không khó lắm. Mà cái mương thủy lợi của bên Phục Hòa là bên mảng Cách Linh ấy là lấy cái nguồn nước từ cái con sông Bắc Vọng này đi nhá các bạn nhá. Mình nhìn từ xa nhìn cái con thác rất là đẹp các bạn ạ. Mình không có cái mỹ từ nào để mà mô tả, là mình cũng không có cái từ nào để mà tả cái vẻ đẹp của cái con thác này luôn, nhìn khi mà nhìn từ trên cao nhá các bạn. Đấy. Vâng, nhìn từ xa nó nhìn rất là đẹp như này các bạn, tiếc gì một like đúng không ạ? Đấy, nó khá là đẹp luôn, nói chung là đàn em của thác Bản Dốc đấy các bạn. Em bên trên nó có nhiều dây điện cao thế lắm, anh không dám đẩy lên ấy. Đẩy lên cao nữa có khi là nhìn đẹp hơn, nhưng mà nó là điện trung thế này và có cái điện gì này anh em mình nhìn thấy trước mặt đấy nhá. Bên trên cao có 2 dòng cao thế đi qua nữa. Mình mà không cẩn thận là con flycam mình mắc vào cái dây điện, và nếu như mà và không may mà mắc vào dây điện thì các bạn cũng biết cái chuyện gì nó xảy ra rồi các bạn đúng không? Cái con đập ở ngay trên thác này là họ mới làm đấy. Cái con đập này để làm chặn, để làm cái để dẫn cái nước đi vào mương để làm những cái làm ruộng ở bên cánh đồng ở bên cạnh thác này qua này các bạn. Cách đây tầm khoảng 3 năm gì đó ấy. Cái năm đấy cũng vào tháng 6, vào khoảng giữa tháng 6 hoặc hay là cuối tháng 6 hoặc là giữa tháng 6 gì đó ấy. Một trận lụt khủng khiếp luôn. Bằng ngày lâu mình được hôm nay mình bao nhiêu nhỉ? Mình tuổi dần, mình được 30 năm vào 36 rồi các bạn nhá. Là mình lớn bằng này là thấy cái trận lụt cách đây tầm khoảng 3 năm là cái trận lụt kia là trận lụt lịch sử luôn các bạn. Những cái nước nó về là đúng tràn vào cái đường ngay đối diện dưới thác này luôn và chân thác này luôn các bạn. Xe máy có đoạn xe máy không đi qua nổi luôn. Và cái con thác
hai cái con thác mà mình giới thiệu trước đây các bạn, là những cái đám ruộng bậc thang xung quanh cái con thác kia là nhìn nó xuống như con thác mà dốc ở bên trên Trùng Khánh các bạn, nhìn khủng khiếp luôn. Hình như là mình có được đăng trên trên Facebook cá nhân của mình, mà không biết là bây giờ mình vào xem có còn hay không. Giả dụ như mà ngày đấy mà mình có những cái máy ảnh và những con flycam mà nó mà có những hình ảnh sắc nét và đẹp như bây giờ, là mình ghi lại những cái đấy, mình quay lại video để xem, có lẽ là đẹp hơn cả con thác này mi bán thật. Nhưng mà là để mà nói lại cái trận lụt đấy là cũng thiệt hại về mùa màng cho bà con rất là nhiều luôn các bạn ạ. Trong năm đấy là nhà mình cũng bị hai đám ruộng mất trắng, hai đám là không được gặt nha các bạn. Sau trận lụt đấy là cả đất cả cái đất để mà sang vụ tiếp theo để mà trồng còn không có luôn các bạn. Nó lũ nó về nó quét đi hết đất, đi hết. Như là ruộng của nhà mình thì là gần thác nước nên là không có nhiều đất đâu, nó kiểu như là cái thác nước ấy. Quay đẩy máy xung quanh những cái khung cảnh xung quanh để các bạn xem nhá. Ở trên đồi ngay đối diện thác đây là cái trường tiểu học và trung học cơ sở độc lập nhá các bạn nhá. Vâng, sau khi mình đẩy máy lên cao và đã nhìn được phương hướng, bây giờ mình sẽ đi bộ xuống để mà đi lên chân thác nhá các bạn nhá. Cảnh ở chỗ này nếu như mà có cần câu cá đã chuẩn bị nhất nhất qua bên kia nó là chân thác. Em đưa cái máy kia cho anh đúng không? Dạ, anh qua điện thoại các bạn. Thời tiết thì đang trời bây giờ đang đe dọa một trận mưa, sắp sửa có một trận mưa rông diễn ra tại đây. Anh em mình đã men đến con thác chính rồi, nhưng mà đang chuẩn bị mưa to và nước rất là nhiều. Anh em mình về đang tính những cái kiểu gì để qua được đấy các bạn. Đây này các bạn ơi, anh em của mình cũng tem của mình nhé các bạn nhé. Đấy luôn các bạn, một trận mưa to, khá là to, chạy mưa đến cả người các bạn. Bây giờ mình xuống chân tay và lau người một cái cho mình chắc là đi về rồi các bạn. Nhưng mà mình sẽ đi vào quay lại con thác các bạn. Con thác chính đã đến, vừa đến con thác chính, thế là mưa đổ lên trên bờ các bạn. Bây giờ mình phải về luôn thôi các bạn ơi. Bây giờ nó chuẩn bị diễn ra một trận mưa to nữa, bây giờ phải có của để chạy đến người thôi các bạn ơi. Nhìn thì nó lại ướt hết người đấy các bạn ơi. Trận mưa đã đẩy anh em mình lên trên này, lên trên bờ rồi các bạn. Mưa to quá nên anh em mình phải chạy thác ở trong kia, nhưng mà bây giờ đang chuẩn bị mưa thêm một trận nữa, bây giờ mình phải